Người bị ung thư tụy thì có uống nấm lim xanh được không? Chào bạn, nấm lim xanh là một trong những loại thảo dược quý và nhiều công dụng. Trong đó thì phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư là một trong những tác dụng nổi bật của nấm lim xanh. Bệnh nhân ung thư tụy thì sử dụng nấm lim xanh được bình thường. Nấm lim xanh thì có tác dụng là hỗ trợ điều trị ung thư tụy rất là tốt bạn nhé. Bạn có thể sử dụng nấm lim xanh để sắc nước uống hàng ngày với liều dùng là 20-25g một ngày. Ngoài sử dụng nấm lim xanh thì bạn cũng nên kết hợp thêm cây xạ đen để tăng cường hiệu quả điều trị bệnh. Hãy liên hệ với nhà thuốc theo số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn hỗ trợ thêm ạ.